Để ứng phó với những thách thức lặp đi lặp lại của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, Mỹ và các lực lượng đồng minh đang tăng cường huấn luyện và tích cực chuẩn bị cho chiến tranh nhằm đối phó với những xung đột tiềm ẩn. Các phi công thuộc phi đội tiêm kích 34 của lực lượng không quân Hoa Kỳ đã điều khiển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35A Lightning II tham gia đại bằng tre 243, hay còn gọi là Bamboo Angel 243, diễn tập mô phỏng tác chiến. Đây được xem là động thái chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng ở Thái Bình Dương. Bamboo Angel 243 được thiết kế cho kỷ nguyên cạnh tranh của các cường quốc. Lực lượng không quân Mỹ ngày 9 tháng 8 ra thông cáo báo chí cho biết, sau cuộc tập trận cờ đỏ tổ chức tại căn cứ không quân Nellis ở Nevada từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, phi đội tiêm kích 34 đã tham gia cuộc tập trận Bamboo Angel 243 là một phần của cuộc tập trận của Trung tâm Tác chiến Không quân. Nó nhằm mục đích tạo ra một môi trường đại diện chiến đấu trên phần lớn Đông Thái Bình Dương. Cuối tháng 1 năm 2024, Không quân Hoa Kỳ lần đầu tiên tiến hành cuộc tập trận Bamboo Angel. Cuộc diễn tập này cũng bắt đầu ngay sau cuộc diễn tập cờ đỏ 241, đồng thời bổ sung các yếu tố đa miền như hoạt động trên biển và yếu tố triển khai chiến đấu nhanh nhẹn để diễn tập. Cuộc tập trận Bamboo Angel thường kéo dài 8 ngày, được thiết kế để cung cấp hoạt động huấn luyện nâng cao trong bối cảnh đa lĩnh vực, phân tán nhằm duy trì và nâng cao khả năng của các lực lượng chung và liên minh để giành ưu thế trong xung đột nếu cần thiết. Ngoài màn không đối không và không đối đất mô phỏng của cờ đỏ 241, cuộc tập trận Bamboo Angel bổ sung thêm yếu tố chống hạm và mở rộng yếu tố thực tế ảo, cũng như mang tính xây dựng như triển khai chiến đấu nhanh nhẹn và hỗ trợ hậu cần. Cuộc tập trận tập trung vào việc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở Thái Bình Dương. Thái Bình Dương đã trở thành điểm nóng của toàn cầu. Máy bay và chiến đấu của Trung Quốc thường xuyên quấy rối không phận và vùng biển gần Đài Loan, cũng thường xuyên đối đầu với quân đội Philippines ở Biển Đông. Tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở biển Hoa Đông cũng xảy ra từ đó hết lần này đến lần khác. Vào ngày 10 tháng 8, tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines Romeo Brauner-Zio đã lên án mạnh mẽ việc không quân Trung Quốc quấy rối một máy bay Philippines khi đang tiến hành tuần tra hàng hải trên bãi sạn Scarborough. Philippines gọi hành động của Trung Quốc là sự khiêu khích nguy hiểm. Cộng đồng tình báo Mỹ dự đoán Bắc Kinh đã ra lệnh cho quân đội có khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan vào năm 2027. Vào ngày 12 tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Frank Kendall đã nhấn mạnh tại hội thảo chiến tranh của Hiệp hội Lực lượng Không quân và Vũ trụ AFA rằng tôi muốn đề cập đến những thách thức mà Hoa Kỳ phải đối mặt, thách thức cấp bách nhất là Trung Quốc. Trung tá Len Otterreicher, chỉ huy phi đội tiêm kích 34, cho biết trong một thông cáo báo chí của lực lượng không quân, cuộc diễn tập cờ đỏ đã được viết kịch bản, lịch trình đã được ấn định, các đơn vị khác nhau có thể nói chuyện trực tiếp và cùng nhau phát triển các kế hoạch nhiệm vụ không có trong kịch bản. Nó rất quan trọng vì đó là điều sẽ xảy ra trong cuộc xung đột. Bạn sẽ đến một nơi mà bạn chưa từng đến, phối hợp với những người bạn chưa từng làm việc cùng và được yêu cầu làm những việc bạn chưa từng làm. Trong cuộc tập trận Bamboo Angel này, khoảng 3.000 quân nhân từ 4 quân chủng đang điều khiển hơn 150 máy bay tại gần chục địa điểm để thành lập lực lượng Bamboo Angel độc lập. Vào một ngày nhất định, phi công có thể thực hiện một nhiệm vụ, gặp một tàu chở dầu trên biển hoặc tiếp nhiên liệu tại một địa điểm khẩn cấp khác, một hố nóng và sau đó bay bằng F-35B của Thủy quân lục chiến, F-22 của không quân hoặc máy bay chiến đấu đại diện EA-18G Growler của hải quân lại cùng nhau tham gia trận chiến. Từ góc độ lập kế hoạch nhiệm vụ, hoạt động phi tập trung đang huấn luyện các phi đội máy bay chiến đấu, yêu cầu họ tìm ra giải pháp nhanh chóng. Quân đội Hoa Kỳ tin rằng việc huấn luyện trên biển và không phận ở Đông Thái Bình Dương cho phép các chiến binh huấn luyện trong môi trường đại diện cho chiến đấu và kết hợp với kịch bản trong lĩnh vực hàng hải. Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận Bamboo Angel sẽ tiến hành các hoạt động trên toàn miền từ nhiều căn cứ ở miền Tây Hoa Kỳ, đồng thời tiến hành chỉ huy và kiểm soát phân tán, hậu cần linh hoạt và tiếp nhiên liệu trên không. Trong cuộc tập trận Bamboo Angel, máy bay chiến đấu F-35 chủ yếu đảm nhiệm các nhiệm vụ phòng không tấn công
và phòng thủ chống lại máy bay thế hệ thứ tư và thứ năm, máy bay ném bom tầm xa và tên lửa hành trình. Một thông cáo báo chí của lực lượng không quân cho biết, các nhiệm vụ do máy bay chiến đấu F-35 thực hiện đã diễn ra trên phía đông Thái Bình Dương, trong không phận kéo dài ở phía tây từ bờ biển California, mang đến những cơ hội quý giá để bay trong phạm vi thường không thể tiếp cận và thể hiện khả năng của các máy bay chiến đấu F-35. Khả năng chiến đấu của F-35 và lòng dũng cảm của phi công. Cuộc tập trận Bombo Angel huấn luyện các phi công trẻ thực hiện chính xác các chiến thuật từ tiếp nhiên liệu nhiều lần đến quản lý nhiên liệu linh hoạt cho các chuyến bay dài hơn, cho đến mắc kẹt trong một môi trường bão hòa nhiệm vụ mệt mỏi. F-22 và F-35A tham gia diễn tập Beach Blast. Cuộc tập trận Bombo Angel rất quan trọng vì nó áp dụng các khái niệm điều hành, lập kế hoạch nhiệm vụ và hoạt động phân tán, cho phép nhiều phi đội máy bay chiến đấu được phân tán ở các cơ sở khác nhau và hoàn thành độc lập dưới sự chỉ huy của các trung tâm tác chiến phân tán về mặt địa lý. Kiểm soát phân tán cho phép người chỉ huy cấp dưới phản ứng với những thay đổi trong môi trường hoạt động và khai thác những cơ hội bất ngờ. Khái niệm này không làm giảm bớt quyền lực của người chỉ huy, mà nó còn lan tỏa ra khắp bộ chỉ huy. Vào tháng 7, cuộc tập trận huấn luyện chiến đấu trên không quốc tế lớn nhất của Australia, bài tập đăng tối Big Blast, đã bắt đầu trên lãnh thổ phía Bắc. Cuộc tập trận quân sự năm nay có sự tham gia của hơn 140 máy bay và hơn 4.430 quân nhân từ 20 quốc gia trên thế giới. Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Không quân Hoa Kỳ và máy bay chiến đấu F-35A của Không quân Úc đã tham gia cuộc tập trận tiếp nhiên liệu hố nóng, trong đó nhấn mạnh việc tiếp nhiên liệu nhanh chóng trong môi trường khắc nghiệt và rút ngắn thời gian trên mặt đất xuống còn khoảng 1 giờ so với 4 đến 6 giờ thông thường. Đây là một phần của khái niệm triển khai linh hoạt AEC được Hoa Kỳ và các đồng minh áp dụng. Tiếp nhiên liệu hố nóng có nghĩa là tiếp nhiên liệu trong khi động cơ vẫn đang chạy, giảm đáng kể thời gian trên mặt đất và tăng số lần xuất kích. Cuộc tập trận thể hiện sự tích hợp liên mạch giữa các lực lượng Mỹ và Australia, cũng như khả năng triển khai hiệu quả máy bay thế hệ thứ 5 tiên tiến ở các khu vực xa xôi, đồng thời nhấn mạnh sự sẵn sàng của họ để nhanh chóng triển khai sức mạnh không quân vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ tuyên bố rằng, cuộc tập trận về khả năng tương tác này ở một địa điểm khắc nghiệt đã thể hiện sự tích hợp lực lượng liên mạch và hợp tác hiệu quả giữa các đồng minh. Việc Mỹ tăng cường tập trận và triển khai các tiêm kích tối tân như F-35 trong khu vực Thái Bình Dương cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc cho các xung đột tiềm tàng. Điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Đài Loan cần nâng cao khả năng phòng thủ, đặc biệt là thông qua việc mua sắm các máy bay cảnh báo sớm E-2D mới. Những máy bay này sẽ giúp Đài Loan phát hiện sớm các mối đe dọa từ xa, tạo thời gian quý báu để phản ứng và bảo vệ không phận, góp phần duy trì sự ổn định và an ninh trong khu vực. Đài Loan cần mua máy bay cảnh báo sớm E-2D mới. Trong một diễn biến khác, Đài Loan có thể có bước tiến mới nhất trong việc mua máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye tiên tiến của Mỹ. Mới đây, ông Mai Phục Hưng, chuyên gia quân sự người Đài Loan và Mỹ, đã đăng một bài viết trên Forward News Network phân tích chi tiết về triển vọng của dự án máy bay cảnh báo sớm E-2D. Nhiều người biết rằng, Không quân Đài Loan từng mua 4 máy bay cảnh báo sớm E-2T và 2 máy bay cảnh báo sớm E-2K của Mỹ. Sau đó, vào những năm 2010, họ đã nâng cấp 4 máy bay cảnh báo sớm E-2T lên E-2K. Vậy, sau khi Đài Loan đã có máy bay cảnh báo sớm E-2K, tại sao nước này lại cần mua máy bay cảnh báo sớm E-2D mới? Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã chế tạo máy bay chiến đấu J-20 quy mô lớn. Nhiều tên lửa và máy bay không người lái được thiết kế với đặc điểm mặt cắt radar thấp. Vì vậy, quân đội Đài Loan rất cần khả năng theo dõi hiệu quả các vật thể có tiết diện radar thấp. Thứ nhất, hiệu quả của E-2D đã được cải thiện rất nhiều so với E-2K. Theo giới thiệu của ông Mai Phục Hưng, máy bay cảnh báo sớm E-2D sử dụng radar hybrid tiên tiến AP9 có thể phát hiện máy bay chiến đấu J-20 ở khoảng cách tương đối xa, đồng thời nắm bắt các mục tiêu mặt nước trong phạm vi hàng trăm km, đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát trên không và trên biển của quân đội quốc gia. Về việc liệu máy bay chiến đấu sớm E-2D có thể phát hiện được tiêm kích J-20 hay không, ông Mai giải thích trong một bài báo khác. Cái gọi là thiết kế tàng hình đề cập đến khả năng tàng hình từ radar
và radar thường có các bước sóng khác nhau. Việc sử dụng vật liệu RAM hiện nay của máy bay chiến đấu tàng hình chủ yếu nhắm vào các sóng radar tần số cao hơn như băng tần X, băng tần C và băng tần S. Nếu bạn quen thuộc với các hệ thống Aegis của Trung Quốc và phương Tây, bạn sẽ thấy rằng các radar trên tàu của nhiều quốc gia khác nhau chủ yếu sử dụng 3 băng tần này. Ví dụ, hệ thống Aegis của Mỹ và radar 346 của Trung Quốc chủ yếu hoạt động ở băng tần S, radar FCS-3 của Nhật Bản chủ yếu hoạt động ở băng tần C, radar mãn pha chủ động Samsung của Anh chủ yếu hoạt động ở băng tần S. Ngoài ra, dù là Trung Quốc, Mỹ hay Nhật Bản, họ cũng trang bị radar băng tần X trên tàu chiến của mình. Vì vậy, khi thiết kế máy bay chiến đấu tàng hình cần có tác dụng tàng hình tốt hơn trước sóng điện từ trong các dãy này. Đây còn được gọi là khả năng tàng hình băng hẹp. Ví dụ, J-20 của Trung Quốc và F-22 và F-35 của Mỹ về cơ bản đều thuộc cấp độ này. Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ là máy bay ném bom tàng hình toàn diện hiếm có. Một số người có thể thắc mắc, liệu chúng ta có thể sử dụng sóng điện từ tầng thấp hơn như UHF để phát hiện không? Tần số càng thấp thì bước sóng càng dài. Nghĩa là đối với các vật thể nhỏ, hiệu ứng phản xạ của sóng điện từ là rất nhỏ. Ngoài ra, do bước sóng quá dài nên độ phân giải không đủ nên không thể cung cấp khả năng theo dõi chính xác của các mục tiêu. Đây là lý do tại sao trong những ngày đầu phát triển radar, sóng điện từ ở dải tần UHF hiếm khi được sử dụng làm phương pháp phát hiện. Tuy nhiên, do hiệu suất chống trung tính của máy bay chiến đấu tàng hình ở băng tần X, C, S ngày càng tốt hơn, nên người ta đã chuyển sự chú ý sang băng tần UHF. Bước sóng của sóng điện tử trong dải này dài hơn, nhưng khi bước sóng đạt tới vài lần cấu trúc bề mặt của máy bay, sẽ xảy ra hiện tượng kêu vo ve, có thể làm tăng diện tích mặt các radar hiệu quả của mục tiêu và cho phép nó phát hiện được mục tiêu ở khoảng cách đủ xa. Với sự phát triển của công nghệ điện tử hiện nay, đặc biệt là khả năng quét mãn điện tử chủ động, các radar hiện đại đã giúp khắc phục được nhiều hạn chế của băng tần UHF. Máy bay cảnh báo sớm Hawkeye E-2D sử dụng những công nghệ này để có khả năng phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình. Theo bài báo của ông Mai, các nhà xuất bản Mỹ không sẵn lòng thảo luận về khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình của E-2D. Nhưng trong một cuộc họp báo công khai vào cuối năm 2020, họ đã đề cập rõ ràng rằng khả năng chống lại các mối đe dọa mặt các radar thấp, thậm chí còn có máy bay chiến đấu J-20. Theo các báo cáo công khai từ Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân Hoa Kỳ, radar AP-9 được E-2D sử dụng là hai thế hệ trước radar APS-145 được sử dụng bởi E-2K trước đây khi thực hiện nhiệm vụ cảnh báo sớm ở độ cao 162m. Phạm vi phát hiện hiệu quả vượt quá 550km. Nói cách khác, khi máy bay cảnh báo sớm E-2D ở Đài Bắc, phạm vi phát hiện của nó có thể bao trùm toàn bộ Phúc Kiến và thậm chí cả khu vực Ninh Ba của Chiết Giang. Nó có ý nghĩa vô cùng lớn đối với toàn bộ nền quốc phòng. Từ góc độ dò tìm trên biển, Chu Sơn của thành phố Ninh Ba là trụ sở của hạm đội biển Hoa Đông. Một số lượng lớn các tàu khu trục và hạm đội tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc đều đóng quân tại căn cứ này. Phân đội thứ 3 và phân đội thứ 6 đều được triển khai ở Chu Sơn. Trong đó, phân đội khu trục thứ 3 bao gồm 5 tàu khu trục và 5 khinh hạm. Phân đội thứ 6 bao gồm 7 khu trục hạm và 6 khinh hạm. Hơn 20 tàu khu trục và khinh hạm này là lực lượng chính trong cuộc tấn công của Trung Quốc vào miền Bắc Đài Loan. Điều đáng nói là chiến trường phía Đông hiện không có các khu trục hạm Thai 055 tiên tiến nhất. Trung Quốc hiện có 8 tàu khu trục Thai 055 đang phục vụ, trong đó 4 chiếc được biên chế cho chiến trường phía Nam và 4 chiếc cho chiến trường phía Bắc. Nếu Đài Loan trang bị máy bay cảnh báo sớm E-2D, đồng nghĩa với việc Đài Loan sẽ nắm rõ mọi động thái của hạm đội Hoa Đông. Từ góc độ phòng không, Trung Quốc đã triển khai lực lượng lớn sân bay của lực lượng không quân quanh Đài Loan nhắm vào nước này như sân bay Cù Châu ở Chiết Giang, sân bay Vũ Di Sơn ở Phúc Kiến, sân bay Hướng Đường ở Nam Sương, Giang Tây, sân bay Kiển Kiều ở Hàng Châu, Chiết Giang, sân bay Địch Loan ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, sân bay Hồ Châu, Chiết Giang, sân bay Lộ Kiều ở Đại Châu, Chiết Giang. Các sân bay này ở khu vực phía Đông hầu như đều nằm trong tầm giám sát của máy bay cảnh báo sớm E-2D. Điều này có nghĩa, miễn là máy bay chiến đấu của Trung Quốc cất cánh dù là J-16 hay là J-20, máy bay cảnh báo sớm E-2D đều có cơ hội lớn để nắm bắt diễn biến của không quân Trung Quốc,
Điều này sẽ giúp không quân Đài Loan có đủ thời gian cảnh báo để điều động máy bay chiến đấu và chuẩn bị phòng không. Ngoài ra, máy bay cảnh báo sớm E-2D còn có khả năng phóng A và giảng đường B. Nói một cách đơn giản, máy bay cảnh báo sớm có thể nhìn xa. Còn radar chiến đấu không thể nhìn xa đến mức đó thì tên lửa có thể được phóng từ máy bay chiến đấu hoặc tàu chiến và giao cho máy bay cảnh báo sớm E-2D dẫn đường và tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa. Cách đây vài năm, Mỹ đã tiến hành tập trận bắn tên lửa A và tên lửa B với tên lửa Standard 6 phóng từ tàu chiến và E-2D. Máy bay cảnh báo sớm E-2D có khả năng tác chiến phối hợp mạnh mẽ, không loại trừ khả năng hợp tác với lực lượng hải quân, không quân Mỹ và Nhật Bản trong trường hợp Mỹ và Nhật Bản tham chiến. Do đó, từ góc độ quân sự, mặc dù Đài Loan đã có máy bay cảnh báo sớm E-2K, nhưng máy bay cảnh báo sớm E-2D sẽ cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ của toàn quân đội quốc gia. Và việc mua E-2D là điều bắt buộc. Đội bay E-2 hiện tại của Đài Loan đã có thời gian bay dài. Đài Loan hiện có 6 máy bay cảnh báo sớm E-2K, 4 trong số đó được nâng cấp từ chiếc E-2T ban đầu. Chúng đã hoạt động được khoảng 29 năm. Và dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào năm 2028. Đài Loan cũng đang rất cần các giải pháp thay thế. Đặc biệt, một chiếc máy bay cảnh báo sớm E-2 đã gặp tai nạn vào năm 2022. Quân đội Đài Loan quyết định không sửa chữa và thay vào đó sử dụng để huấn luyện. Vì vậy, tóm lại, phi đội hiện tại của Đài Loan đã quá cũ và cần được thay thế. Do E-2D có hiệu suất vượt trội và có khả năng nâng cao khả năng chiến đấu chống lại máy bay chiến đấu J-20 nên Đài Loan không có lý do gì để không mua nó. Theo báo giá của quân đội Mỹ vào cuối năm 2020, Đài Loan đã mua 6 chiếc E-2D với tổng trị giá 2,36 tỷ USD, giá trung bình là 400 triệu USD một chiếc. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, dự án mua máy bay cảnh báo sớm E-2D của Đài Loan chưa hoàn thành. Trong quá trình này, Đài Loan phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan, đó là rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội mua E-2D. Việc sản xuất máy bay cảnh báo sớm đòi hỏi một số lượng lớn các hệ thống chính xác và đắt tiền. Những hệ thống con này cần ít nhất 2 năm để tùy chỉnh. Điều đó có nghĩa là chu kỳ hoạt động của máy bay cảnh báo sớm E-2D rất dài. Tổng số máy bay cảnh báo sớm E-2D được mua là tương đối nhỏ. Cho đến nay, nó chủ yếu được mua bởi các nước có tàu sân bay như Hoa Kỳ và Pháp. Nếu muốn mua máy bay cảnh báo sớm E-2D sau năm 2024, bạn sẽ phải khởi động lại dây chuyền sản xuất, khiến chi phí tăng vọt lên 8 tỷ USD. May mắn thay, Nhật Bản sẽ mua thêm 5 máy bay cảnh báo sớm E-2D vào năm 2023, do đó kéo dài thời gian Đài Loan có thể mua máy bay cảnh báo sớm E-2D. Trong bài viết của ông Mai Phục Hưng, đơn hàng của Nhật Bản mua Đài Loan khoảng 2 năm. Tức là đến năm 2026, nếu Đài Loan không đạt được thỏa thuận mua bán với Mỹ trước cuối năm 2026, Đài Loan sẽ không còn có cơ hội mua máy bay cảnh báo sớm E-2D. Hiện nay, không quân Đài Loan đang cố gắng để nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng và các quan chức chính phủ cấp cao, hy vọng sẽ đưa dự án này vào ngân sách năm 2027. Những khó khăn hiện tại mà Đài Loan gặp phải trong việc mua E-2D chủ yếu đến từ chính phủ Mỹ. Trong vài năm qua, chính phủ Mỹ không ủng hộ việc bán máy bay cảnh báo sớm E-2D cho Đài Loan. Đây chính là nguyên nhân chính khiến vụ việc kéo dài như vậy. Năm nay là năm bầu cử ở Hoa Kỳ. Sau cuộc bầu cử, liệu chính phủ mới của Hoa Kỳ có sẵn lòng nới lỏng các hạn chế bán E-2D cho Đài Loan hay không sẽ trở thành chìa khóa cho vụ việc này. Trong vài năm qua, không quân Đài Loan vẫn theo đuổi việc mua E-2D và đã nỗ lực để nhận được sự ủng hộ từ Bộ Quốc phòng và các quan chức cao cấp của chính phủ Đài Loan và Hoa Kỳ. Liệu hòn đảo này có thể được trang bị thứ vũ khí trong mơ của mình để chống lại Bắc Kinh hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem sự thể ra sao. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Xin quý vị hãy để lại quan điểm của mình để tiếp tục đóng góp cho chương trình của chúng tôi. Đừng quên nút like và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.